tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 là một khúc ca cho mỗi nhà. Hãy đến cùng tôi người ơi, mình trao cho nhau biết bao nụ cười. Yeah yeah yeah, có đâu xa xôi tình thân, ở cạnh bên ngay mình thôi, sớm mong có nhau mình cùng sẽ chia hết bao vui buồn dâu đôi khi ta giận hờn, hiểu lầm nhau cho nhau biết bao lần ăn trăm. Xa không bằng lát riêng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù thì cùng một mình sinh ra, đừng tối lưa tắt đèn có đâu xa. Bà con xa không bằng lát riêng gần, đi nơi đâu cũng cần có người thân, chẳng phải dù thì cùng một mình sinh ra, đừng tối lưa tắt đèn có đâu xa. Nó khỏi à, vậy không thôi, nước ngọt hả bà Năm? Không. Ủa, bà Năm, bà qua quán con, bà không uống gì hết trơn. Vậy bà qua chi vậy bà? Sao tự nhiên tôi qua đây ta? Lãng nhách nè, ôi xin lỗi con nha. Ôi trời đất ơi. Dạ, bà Năm. Thôi con. Ủa? Cái gì? Ê, tao qua có chuyện mà. Có chuyện hả nè? Dạ. Có chuyện. Dạ, chuyện có gì? Chuyện muốn chuyện bàn gì với bà con. Dạ. Vậy nè, tự nhiên bây giờ con Thúy Loan nó đưa cho bà cái giấy, nó biểu là kiến nghị đổi con Lily không có nằm trong cái ban quản trị chung cư nữa. Ủa sao vậy bà? Đó thì cái vụ mà con Lily nó lấy quỹ chung của chung cư mời hết tất cả bà con đi uống cà phê đó. À cái vụ đó thì con biết rồi, nhưng mà chị Lily lấy tiền quỹ xong rồi chị Lily cũng trả lại mà, con nhớ là trả lại rồi mà. Nhưng mà con Thúy Loan nó đi vận động, nó nói là bây giờ cái người mà làm trong ban quản trị quản lý tiền chung mà lại sử dụng không có đúng mục đích là làm cái chuyện trục lợi cá nhân sai trái, rồi cái đó là người ta biết đó, cho nên là nó mới trả tiền lợi, còn nếu mà người ta không biết là nó giếm luôn thì sao đó. Rồi cái mai mốt tới những cái chuyện lớn khác nữa đó. Bà Năm ơi, bà Năm, mình đánh kẻ chạy đi chứ đâu có ai đánh người chạy lại đâu. Dù sao đi nữa thì chị cũng biết lỗi rồi, chị cũng đã xin lỗi mọi người rồi, thôi thì mình bỏ qua cho chị một lần đi. Thì bà Năm cũng biết như vậy, nhưng mà bây giờ nó Thúy Loan nó nói vậy nó cũng có cái lý của nó. Rồi bây giờ bà Năm, trời ơi, tao băn khoăn nãy giờ, tao suy nghĩ ký hay không ký nãy giờ. Hi. Cái tờ hả? Ủa, có máy con không? Dạ, cô uống gì con hơn? Năm, dạ. Cho cô một ly cà phê sữa đá đặc biệt. Năm uống dạ. Gì không Năm? À thôi khỏi đi. Đá chanh. Khỏi. Nước cam. Hơi khỏi. Hơi khỏi được ly cà phê sữa đá. Dạ, có liền. Sao con thấy Năm có vẻ gì mà hoang mang, có gì đắn đo trên gương mặt của Năm vậy? Năm có thể nói cho con biết, rồi có gì con giải đáp hoặc là con tư vấn cho Năm. Con là nằm trong ban quản trị chung cư đúng không? Dạ, hồi nào giờ mà, chứ đâu phải mới đây mấy nhiệm kỳ rồi. Ừ, đúng rồi. Bây giờ Năm hỏi nè, nếu như cái người trong ban quản trị chung cư mà quản lý cái tiền của chung cư mà sai mục đích thì sao? Thì tất nhiên là sai rồi. Đã là dân tín nhiệm bầu vô làm trong ban quản trị mà làm những điều sai vậy tất nhiên là sai, phải rời khỏi ban quản trị thôi. Phải không? Dạ. Để cho tao mượn chị viết đi. Chị? Ta đang băn khoăn cái vụ này, tính ký hay không ký nè. Ký gì vậy? Nhớ cái chuyện con Lily không? Nó lấy cái tiền quỹ chung, nó mời bà con ở chung cư uống cà phê. Rồi sao? Rồi bây giờ con Thúy Loan nó nói cái đó là sai. Nó biểu, nó đưa cái tờ kiến nghị này, nó biểu là đẩy con Lily ra khỏi ban quản trị. Trời ơi, cái bà Thúy Loan này bà làm quá à. Cái chuyện này ai mà không biết. Trời ơi, hơi sức đâu mà Năm phải để ý băn khoăn mấy cái chuyện này. Con nói Năm nghe nè, không có gì mà phải mà suy nghĩ mà băn khoăn á. Chuyện này chuyện nhỏ trong tầm tay, vậy mà nãy giờ ông chịu nói với con. Đúng á, là cái việc làm mà bao cà phê cho dân cư mà lấy cái tiền quỹ chung á là con Lily nó sai. Sai. Nhưng mà nó không có sai. Ủa kỳ vậy? Thì như vậy nè, tiền quỹ của ban của dân chung cư này, nếu mình mà muốn xài, muốn sử dụng gì thì phải thông qua ban quản trị, rồi ban quản trị mới thông qua cho những cư dân ở đây. Mà đằng này nó không nói gì hết, nó lấy tiền nó bao cho tất cả những người dân cư trong này, tức là nó sai. Nó sai rồi. Nhưng mà nó không sai. Ủa? Hả? Sao sai mà không sai? Tao muốn ký mà mày cứ nhấp nhấp hoài. Thì đừng cứ nhấp, cứ để một chỗ vậy đi, rồi con giải thích cho nghe. Nó không sai là vô tình thôi.
Nó cứ nghĩ là thì giờ nó mời hết tất cả những người dân chung cư này nè, thì nó lấy cái tiền quỹ đó, thì cái tiền quỹ là cũng người dân chung cư đó, hiểu không? Nó đâu có mời người ngoài đâu. Nhưng mà khi mà mọi người phân tích ra cái chuyện đó là nó sai, nó đã xin lỗi và nó lấy cái tiền túi nó ra, nó trả lại cái tiền ba hôm bữa, thì coi như là nó không sai. Coi như là tiền quỹ của chung cư, bao người trong chung cư, coi như mình lấy tiền của mình níu cà phê vậy. Có nghĩa là không có gì hết đó. Cái lại con nghĩ gì nè, ôi cái bà Thí Loan này bà làm quá. Cái chị ta nó nhỏ như là cái con kiến hôi gì đó, mà bà làm như là cái con dâu gì á, chị có gì đâu. Rồi, chẳng qua là như vậy, lại chẳng qua là bà Thí Loan đó hả? Không, con giải thích cho cái gì mà kèo xù dữ vậy? Con tới đây rồi, con có nghe cái câu chuyện giữa Năm và Hương nói gì không? Không nghe gì không? Nghe gì Hương? Không nghe. Vậy là nó chưa có nghe. Hồn quá. Đừng chưa có nói nghe. Gì hết nha. Nè, mấy cái chuyện này á, mình đừng có nói, nhiều khi nó buồn buồn, sóc sóc, nó nhảy lậu tự giận đó. Chết cha luôn đó. Biết bận chưa? Trẻ. Cái tọt Năm cũng hay nói ra lắm đó. Không nói vậy? Con. Chuyện gì vậy? Nói con nghe. Không? Đâu có chuyện gì đâu, đâu có chuyện gì đâu. Ôi, mà thôi cái gì đâu mà buồn, không có chuyện gì buồn hết. Đừng có buồn. Biết là cái chuyện con làm là sai ha. Nhưng mà cái chuyện sai con đã sửa sai rồi. Vậy mà cái con Thí Loan này nó kỳ khắc. Để nhỏ, cái con Thí Loan này nó kỳ cục. Nó kêu gọi mọi người ở đây ha, là làm cái đơn xin kiến nghị là cho con ra khỏi ban quản trị này. Cho con ra khỏi ban quản trị này. Trời ơi, Nam con đang nói mà Nam làm cái gì vậy? Trần Đức ơi, nếu đừng có nói gì hết trơn, tự nhiên khai ra hết trơn. Ủa cha, trời sao Năm không cản con? Trời ơi, tôi thục quá trời luôn mà không thấy hả? Ai biết đâu tưởng Năm thọt lét con nhậu con chết à? Năm phải lên tiếng chứ. Để con sửa sai. Không, cái đó là một mình ý nghĩ của mình, con Thí Loan thôi. Chứ ở đây người dân không có ai nói gì hết. Hiểu không? Đừng có buồn gì hết á. Tại vì thấy con làm việc trong ban quản trị con là người mới đó mà. Rồi con có uy tín là Thí Loan nó ghét thôi chứ có gì hết. Đừng có buồn. Đừng có nghĩ lâu tự giận gì hết nha. Cái gì vậy? Chuyện đó con cũng nghe thoáng qua rồi. Mà đúng là làm dâu trong họ cực thiệt luôn á. Cực chứ sao không cực, con nằm trong ban quản trị mà. Vậy là con nghe cái chuyện đó rồi phải không? Dạ, con không biết là con có lựa chọn sai khi vô ban quản trị không nữa. Không, con đâu lựa chọn sai đâu, chẳng qua Thí Loan nó kỳ cục thôi. Nó thấy con làm việc tích cực quá nên nó làm cái đơn kiến nghị nè, nó đề nghị kiến nghị cơ trục xuất con ra khỏi, để tôi nói nó, nó trục xuất con ra khỏi ban quản trị nè. Trời sao cản hoài vậy? Hay trơn, cậu nhỏ buồn, nó nhảy lầu nữa. Không, cái này là cái tờ giấy nó ghi vậy thôi. Chứ mọi người ở đây không ai ủng hộ nó đâu. Với lại con biết không, làm trong ban quản trị á, coi vậy cái nhiều nỗi khổ. Bởi vậy anh ta nói làm ban quản trị là tranh dâu đổ đậu tầm hết trơn. Đừng quan tâm, đừng quan tâm gì hết nha con. Đừng có buồn con, đừng có buồn. Dạ, cà phê của cô Hương. Ủa, chị Ly. Trời ơi, em biết mà, chị đau khổ lắm đúng không? Em thông cảm cho chị. Cà phê chị uống hạ quả nha. Đừng có buồn nữa nha. Khoan, cái cà phê sữa này là tôi kêu mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà mình nên ưu tiên cho người tổn thương đó. Tôi cũng bị tổn thương vậy. Tôi kêu mà đem ra không đưa, mời tôi mà mời người khác là sao? Đi pha cái ly khác, sữa nhiều, cà phê nhiều, đủ thứ nhiều để bù đắp. Dạ, có liền. Trời ơi, bà này bà vô duyên nha. Ai mà làm vô phước lắm, có bà làm con dâu á nghe, vô phước lắm đó. Nói giỡn thôi chứ con uống đi. Dạ. Nói giỡn đi cho con vui thôi, để cho con đỡ buồn thôi. Thật sự là như vậy nè, cái chuyện con làm là cái chuyện tốt hay là xấu đâu. Nhưng mà nhiều khi là mình còn non dại quá, thành ra mình gây ra hiểu lầm. Yên tâm đi, cả cái chung cư này, những người cư dân chung cư này nè, rồi ngay cả Năm nè, rồi ngay cả Hương nữa, luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ con. Việc mà con vô trong ban quản trị con làm không sai vẫn tiếp tục làm, nghe chưa? Dạ. Ủng hộ con 100%. Đây nè, bây giờ cái tờ kiến nghị này kêu con ra khỏi ban quản trị phải không? Năm không đồng ý. Năm sẽ nè, sẽ